Mai Tuấn rất vui để tiếp tục chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS và sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam sẽ tăng trưởng 6.6% từ năm 2021 đến năm 2030. Và như vậy thì Việt Nam sẽ được xếp hạng thứ 19 trên toàn thế giới vào năm 2035. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh viết tắt là CEBR ở Anh Quốc mới đây công bố báo cáo thường niên về 193 quốc gia, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng trung bình 7% trong các năm từ năm 2021 đến năm 2025. Trong 10 năm tới thì tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam dự báo đạt 6.6% và đến năm 2035 sẽ giữ vị trí 19 trên thế giới. Nếu điều này trở thành hiện thực sau 15 năm nữa, Việt Nam sẽ vượt qua Đài Loan và Thái Lan là hai nền kinh tế được công ty CEBR dự báo có thứ hạng lần lượt là 21 và 25. Trong khi đó thì ông Nguyễn Chí Hiếu là một chuyên gia tài chính người Mỹ gốc Việt với hơn 30 năm kinh nghiệm đã nói với Đài Voa rằng các mức tăng trưởng do công ty CEBR đưa ra là khả thi, nhưng Việt Nam sẽ khó tăng từ vị trí thứ 37 hiện nay lên đứng thứ 19 trên thế giới về kinh tế vào năm 2035. Ông Hiếu phân tích rằng trong khi Việt Nam tăng trưởng thì các nước khác trong khu vực không có đứng yên, nghĩa là họ cũng tăng trưởng. Bên cạnh đó, để đạt vị trí thứ 19 thì mức tăng GDP, tức là tổng sản lượng quốc gia, cần phải đạt trung bình là 9-10% hàng năm thay vì chỉ tăng 6,6% một năm. Bản tin thứ hai nói đến vì đại dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 đã xuống mức thấp nhất trong 30 năm qua. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 đã giảm xuống mức thấp nhất trong ít nhất 3 thập niên vì COVID-19. Trong đó có thiên tai và kinh tế toàn cầu suy thoái. Hãng tin Reuters đưa tin đã dẫn số liệu của Tổng cục Thống kê công bố hôm 27 tháng 12 cho biết như vậy. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 2,91% trong năm 2020 sau khi trước đó đạt mức 7% trong 2 năm liên tiếp. Theo VN Express, thì cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất khẩu khoảng 19,1 tỷ Mỹ Kim, mức cao nhất trong 5 năm kể từ năm 2016. Bình quân cả năm thì chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Tổng cục Thống kê được hãng tin Reuters dẫn lời nói trong một thông báo rằng dù tổng sản lượng GDP năm nay là mức thấp nhất trong nhiều thập niên, nhưng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới. Chúng tôi đã thành công trong cuộc chiến chống virus nhưng đồng thời cũng duy trì mở cửa nền kinh tế. Đại dịch đã ít nhiều được khống chế ở Việt Nam. Hãng tin Reuters đã trích lại thông báo của cơ quan GSO, tức là cơ quan thống kê Việt Nam, cho biết như vậy. Và theo hãng tin Reuters, với các biện pháp cách ly và truy vết nghiêm ngặt, Việt Nam đã nhanh chóng khống chế đại dịch, giúp cho nền kinh tế phục hồi nhanh hơn nhiều quốc gia khác ở châu Á. Bản tin còn cho hay là cho tới nay Việt Nam ghi nhận 1.440 ca nhiễm và chỉ có 35 trường hợp tử vong mà thôi. Sau đây là một bản tin cũng có một chút nào đó cho chúng ta có một cái nhìn. Một người khách Tây du lịch ở Việt Nam đã mắc kẹt, chưa thể về nước được và ông đã tìm cách buôn bán để sống qua ngày, đó là bán bánh chiên ở trên vỉa hè thành phố Sài Gòn. Một người dân quốc tịch nước ngoài ở khu vực đường Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh đã không khỏi tò mò khi thấy một người dân nước ngoài cao lớn đứng sau xe đẩy nhỏ ghi dòng chữ chuối chiên thơm chiên, giá 10.000 đồng. Du khách Pháp chưa muốn về nước cho tới nay vì COVID-19 là chủ nhân xe bánh chiên mỗi ngày từ 5 giờ tới 6 giờ. Ông lò mò đẩy xe ra vỉa hè, vào cửa hàng tiện lợi và ra chợ gần đó mua nguyên liệu để về làm.
Khoảng 10 giờ tới 11 giờ thì ông dọn hàng về. Lý do ông Tây chỉ bán buổi sáng là vì ông cho rằng món này có thể dùng làm điểm tâm nhẹ cho học sinh cũng như cho người đi làm. Và lại buổi chiều ở quanh đây bán nhiều món ăn khác ngon hơn, thực khách sẽ không chú ý nhiều tới xe bán bánh chiên của ông nữa. Trên xe đẩy gồm bếp ga nhỏ, chậu bột khay đựng bánh chín và thớt ép chuối, ép cả thơm và dừa tươi. Dừa được cắt sẵn thành khoanh, đựng trong một hộp ủ chút đường qua đêm và một số dụng cụ nấu nướng như dao, phở, trộn bột, nĩa vân vân. Đặc biệt là nguyên liệu chế biến của nam du khách không thể thiếu bơ nhạt thay cho dầu mỡ. Bánh chiên này có mùi thơm ngon và không ngập thấm dầu mỡ như bánh chuối kiểu Việt Nam. Anh Thư là một thực khách từng ăn thử đã nhận xét như vậy. Và thưa quý khán giả, đó là một chút nhìn về một người khách ngoại quốc. Cho đến bây giờ thì ông có lẽ vì đã kiếm được tiền và là thích quê hương Việt Nam chăng cho nên đã chưa muốn về lại Mỹ. Xin lỗi, về lại nước Pháp ở bên châu Âu. Đó là bản tin sau cùng trong nhất phần tin hôm nay của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mong được gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.